bất kỳ phúc báo nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Tựa như phú quý đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm nhường, dung mạo đẹp đẽ đến từ tính tình dịu dàng thiện lương. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề tướng do tâm sinh, dung mạo đẹp đẽ cũng là một loại phúc báo. Con người ta sau khi đã đến tuổi trung niên, liền thể hiện ra tướng mặt, sự ảnh hưởng tính cách mà đời này mang đến. Những người hiền lành chất phác phần đông là có tướng mặt phúc hậu. Những người có tính nhu hòa thì tướng mặt dịu dàng đẹp đẽ. Những người tính tình cực kỳ thô bạo thì thường là bộ mặt dữ tợn. Có rất nhiều người phụ nữ trung niên phẩm hạnh không được tốt lắm, thường thường có tướng mặt hà khắc. Đây chính là tướng bạc mệnh, tướng khắc phu đã được nhiều người nói đến. Trên thực tế không phải là tướng mạo do trời sinh, mà là bản tính và là hành vi dung dưỡng trong một thời gian dài, phản ánh trên gương mặt. Những tướng mạo này cũng đang báo trước vận mệnh tương lai của người đó. Thuật xem tướng cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Tướng do tâm sinh, từ mặt mà quan sát rõ cái tâm, từ cái tâm mà thấy rõ được tương lai là vậy. Như vậy thì căn nguyên tướng mạo trong suốt thời gian dài của tuổi thơ và đến khi trưởng thành là gì? Tướng mạo đặc trưng có liên quan tới nhân tố di truyền của cha mẹ. Ngoài hình gương mặt có liên quan tới bản tính tiên thiên, nhận được mức độ vẻ đẹp và thói quen của một đời trước mang đến. Nửa đời trước của người ta là sống với sự ảnh hưởng của kiếp trước, nửa đời sau phần nhiều là sống với sự ảnh hưởng của nửa đời sau. Vậy nên mới nói là sau khi con người ta đến tuổi trung niên thì phải chịu trách nhiệm với gương mặt của chính mình. Lòng từ bi cũng là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Những người dường như có lòng yêu thương thường thường từ trong đến ngoài tỏa ra một loại ánh hào quang hơn người, khiến cho người ta càng nhìn thì càng thuận mắt, càng lúc càng thích tiếp xúc với người đó. Còn những người quá tư tự, giảo hoạt, so đo là rất không dễ nhìn. Thậm chí, dung mạo dẫu có may mắn đẹp đẽ đi nữa, thì trên gương mặt dần dần cũng sẽ thể hiện ra một số chỗ khiến cho người ta không thích. Ví dụ như gương mặt không hòa khí, cứ cho là cái nhìn đầu tiên thuận mắt, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì sẽ thấy không còn hấp dẫn gì nữa. Xin bạn hãy tin rằng tướng mạo là có thể từ từ mà cải biến, nhất là những tướng mạo tốt đẹp là sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại sức hấp dẫn, khiến cho người nhìn vào sẽ sinh lòng ái mộ. Rất nhiều lúc xinh đẹp hay không là sinh ra từ cái nhìn trong tâm của người ta. Nhìn người tình mà cứ ngỡ như thay thi chính là đạo lý này. Vì vậy, nếu như muốn có tướng mạo xinh đẹp, trước hết cần có một tâm hồn đẹp đẽ. Thứ nhất là những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta có thể nắm bắt được một hai lần cơ hội cũng đã đủ rồi vậy. Thứ hai là những người thích chiếm lợi thế cuối cùng cũng không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ mà mất đi cả cánh rừng. Thứ ba là những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được. Trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình. Thật đúng là con ốc sên chuyển thế, nội tâm trống rỗng tư tư, trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình, ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả. Thứ tư là chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là người thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn phần nhiều là
những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Vì vậy, hãy nhớ kỹ là hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đấy chính là nhân quả. Thứ năm là trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến thì gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. Thứ sáu là cách tốt nhất để giải quyết phiền não chính là quên đi phiền não. Thứ bảy là nhìn cười mấy gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi, không cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Thứ tám là không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. Thứ chín là cả đời này đã định sẵn, chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này và giác ngộ vào lúc này vậy. Tiếp theo là những việc chúng ta phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp. Thưa các bạn, học để tích lũy kiến thức, thành tựu. Bằng cấp khó, nhưng sao bằng cách học, chuyển hóa bản tính bất thiện của chính mình, trở nên hoàn thiện. Đó là học việc học làm người, suốt cả đời chẳng thể tốt nghiệp được. Học làm người là học cả đời, không có bằng cấp hay thành tựu nào có thể đánh giá khóa học làm người ấy. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, nhiệm màu và hạnh phúc hơn mỗi khi người ta tự biết quan tâm tới việc hoàn thiện chính bản thân mình bằng cách nỗ lực trong việc học làm người. Thứ nhất là học nhận lỗi. Có ai trên đời này là chịu nhận lỗi lầm, phần thua thiệt về mình bao giờ? Tất cả mọi lỗi lầm, điều xấu đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, mới hoàn hảo. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất. Thứ hai là học tĩnh tâm nhu hòa. Răng của người ta rất cứng, lưỡi của người ta thì rất mềm. Đi hết cuộc đời này, răng người ta rụng hết, nhưng cái lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cây to lớn trước gió dễ dàng bị quật ngã, nhưng những cành trúc, cành tre nhỏ bé lại bền bỉ, dẻo dai. Bởi thế cho nên, cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Thứ ba là học chữ nhẫn. Mọi việc trên thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sống yên bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn dạng sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết quá giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư là học thấu hiểu bao dung. Cuộc sống thiếu thấu hiểu, ít bao dung, sẽ nảy sinh những thị phi, những tranh chấp, hiểu lầm phức tạp. Mọi người cần thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ nhau cùng hướng tới cuộc sống bình an, tốt đẹp. Không thông cảm lẫn nhau thì làm sao có thể hòa bình cho được. Thứ năm là học buông bỏ. Cuộc đời được ví như một chiếc vali. Lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Có người lúc cần đặt xuống thì lại không chịu buông tay. Bản thân không được tự tại, trái lại luôn mệt mỏi vì lúc nào cũng đè bồng túi hành lý nặng nề đó. Năm tháng cuộc đời có hạn. Nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được, tâm mới yên tĩnh, cuộc sống mới an lạc. Thứ sáu là học cách đồng cảm. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác, chúng ta nên đồng cảm. Đồng cảm là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời, có chứng kiến những chuyện cảm động, lời nói cảm động thì bản thân cần nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động, đồng cảm để tất cả cùng nhau hướng thiện.
thứ bảy là học sinh tùng. Thân thể là cha mẹ cho ta, đâu vì chút thất vọng buồn bực của bản thân mà nghĩ tới điều tiêu cực hay muốn lìa xa trần thế. Để sinh tồn, chúng ta phải sống và duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Khi thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân mình mà còn làm cho gia đình, cho bạn bè yên tâm. Đó cũng được coi là hành vi hiếu để với người thân. Quý vị Phật tử và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe những câu chuyện về thay đổi tâm để thành người có dung mạo thu hút hấp dẫn. Có một vị nữ thí chủ, gia đình rất giàu có. Chẳng luận về của cải, địa vị, tài năng, quyền lực và vẻ đẹp bên ngoài, đều không người nào có thể vượt hơn cô. Nhưng tính thì hơi kiêu căng ngạo mạn, và cô lại thường hay buồn khổ, ít được vui, ngay cả khi tìm được một người bạn tâm sự cũng không có. Một hôm, cô đi đến chỗ thiền sư Vô Đức để xin lời chỉ dạy làm sao để có thể hấp dẫn, giành được sự yêu mến của người khác. Thiền sư Vô Đức nói, cô có thể tùy lúc tùy nơi hợp tác với mọi người, đồng thời trong lòng có đủ tâm từ bi hỷ xả giống như Phật. Cô tập nói một ít lời thiền, nghe một vài âm thanh thiền, ứng dụng một chút tâm thiền, thì cô sẽ trở thành người có sức hấp dẫn. Thí chủ sau khi nghe xong nói, vậy thì làm sao con nói được lời thiền? Thiền sư Vô Đức nói, lời thiền chính là lời nói hoan hỷ, nói lời chân thật, nói lời khiêm nhường, lời nói có ích cho mọi người. Nữ thí chủ lại hỏi, làm sao con nghe được âm thanh thiền? Thiền sư Vô Đức nói, âm thanh thiền chính là chuyển hóa tất cả âm thanh biến thành âm thanh vi diệu. Ngay cả tiếng mắng chửi quyền rủa chuyển thành âm thanh yêu thương. Ngay cả lời nói hủy báng chuyển thành âm thanh giúp đỡ. Tiếng khóc, tiếng ồn, tiếng thô tục, tiếng ác xấu, cô đều không lưu tâm. Đó là âm thanh thiền. Nữ thí chủ lại hỏi, làm sao con thực hành việc thiền? Thiền sư Vô Đức nói, việc thiền chính là thực hành bố thí, cúng dường, từ thiện xã hội, phục vụ, cứu vật phóng sanh, những việc làm hợp với Phật Pháp. Nữ thí chủ lại hỏi thêm, làm sao con ứng dụng được tâm thiền? Thiền sư Vô Đức nói, tâm thiền chính là tâm nhất như của tôi và cô, tâm phàm thánh không phân chia, tâm bao dung rộng lớn, tâm làm lợi ích cho tất cả mọi người. Nữ thí chủ sau khi nghe xong, dốc lòng sửa đổi tập khí kiêu căng ngạo mạn thuở xưa. Ở trước mọi người, không còn khoe khoang cảnh giàu sang của mình, lại chẳng tự kiêu về nhan sắc của mình. Đối với mọi người luôn giữ gìn thái độ khiêm cung nhã nhặn từ ái, đối với quyến thuộc rất quan tâm chăm sóc. Không bao lâu, cô liền được mọi người khen ngợi là thí chủ có sức hấp dẫn diệu kỳ nhất. Lời bàn trong câu chuyện này là chỉ cần nội tâm tốt sẽ có sức hấp dẫn, dung mạo cũng trở nên xinh đẹp, dễ coi hơn rất nhiều. Lòng từ bi cũng là một nhân tố quan trọng. Người có tấm lòng yêu thương người khác thường thường sẽ từ bên trong mà tỏa sáng ra một loại hào quang, khiến cho người khác càng nhìn, càng thấy thu hút, càng ngày càng yêu thích được tiếp xúc với họ. Mặt khác, đối với người ích kỷ, so đo, giảo hoạt sẽ khiến cho người khác không muốn nhìn lần thứ hai. Cho dù may mắn khi sinh ra được dung mạo xinh đẹp, thì trên gương mặt cũng sẽ dần dần lộ ra những điểm mà người khác không ưa thích. Thí dụ, một gương mặt không hòa ái, lần đầu tiên nhìn sẽ thấy hút mắt, nhưng càng tiếp xúc lâu thì càng muốn tránh xa. Nhưng dung mạo của một người là có thể từng bước cải biến được. Bởi vì khi tâm tính cải biến thì từ tâm sẽ tản ra một loại lực hấp dẫn, cũng sẽ khiến người khác sinh lòng ái mộ. Rất nhiều khi,
người ta nhìn nhận một người có xinh đẹp hay không, không phải ở khuôn mặt mà là nhìn vào cái tâm tính, cái nội tâm của người đó. Cho nên, một người nếu muốn tướng mạo xinh đẹp thì trước hết phải có tâm linh tốt. Lời dạy của Đức Phật để giữ tâm trí thanh tịnh. Một ngày nọ, Đức Phật cùng các vị đệ tử của Ngài đang trên đường đi từ thị trấn này đến một thị trấn khác. Đó là những buổi đầu truyền pháp của Ngài. Trên đường họ tình cờ đi qua một hồ nước. Đức Phật và các đệ tử dừng lại. Ngài nói với một trong các vị đệ tử: "Ta thấy khác rồi. Con hãy lấy một ít nước từ hồ nước lên cho ta." Vị đệ tử đó làm theo. Khi đến hồ, ông thấy một chiếc xe bò đang đi băng qua hồ nước, làm nước bị dẫn đục và xáo động. Vị đệ tử thầm nghĩ: "Làm sao mà mình có thể đưa chỗ nước bùn này cho ngài uống được?" Vì vậy, ông trở lại và nói với Đức Phật: "Thưa, nước ở đó rất đục. Con không nghĩ là ngài có thể uống được." Khoảng một nửa tiếng sau, Đức Phật lại nói vị đệ tử này quay lại hồ và lấy cho ngài một ít nước để uống. Vị đệ tử này tuân lời và quay trở lại hồ nước. Lần này cũng vậy, ông thấy hồ nước vẫn đục. Ông quay trở lại và nói với Đức Phật điều giống như lúc trước ông đã nói. Một lúc sau, Đức Phật tiếp tục nói với vị đệ tử đó quay trở lại hồ nước. Người đệ tử này đến hồ nước và thấy hồ nước đã hoàn toàn sạch và trong với làn nước mát lành. Bùn đất đã lắng xuống và làn nước phía trên mặt hồ có thể uống được. Ông lấy một ít nước vào bình và mang lại cho Đức Phật. Đức Phật nhìn bình nước, rồi lại nhìn lên vị đệ tử và nói rằng: "Con đã thấy điều con làm để cho nước trở nên trong lành rồi chứ? Con đã để mặc nó như vậy và bùn đã tự lắng xuống. Sau đó con có nước sạch để uống. Tâm trí con người cũng vậy. Khi lo lắng, con hãy để mặc nó. Hãy cho nó một chút thời gian và nó sẽ tự ổn định. Con không cần phải nỗ lực làm bất kỳ điều gì để làm cho tâm trí trầm tĩnh trở lại. Điều đó sẽ tự đến và không cần bất cứ sự nỗ lực nào cả. Lấy lòng nhẫn nại tha thứ cho kẻ hành xử vô lý." Đối với những nghịch cảnh mà mình gặp phải, phải nên nhẫn nại. Đối với những kẻ hành xử vô lý thì phải nên tha thứ. Có được như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ. Có đôi khi tôi gặp phải những chuyện không vừa ý, trong lòng cảm thấy bất an, cuộc sống không thú vị, thậm chí còn nổi giận nữa. Nhưng ý nghĩ ấy vừa khởi, tôi liền diệt ngay, và tôi đã tha thứ cho những người đã vô lý gây rối tôi, thậm chí cả đối với những người đã gây bất lợi cho tôi. Tôi còn nghĩ đến họ nữa. Hành động này gọi là quán từ bi, hạnh nhẫn nhục. Người nhẫn nhịn được thì có phúc, có trí huệ. Người không thể tha thứ cho người khác được thì bản thân mình cũng không nhẫn nại được, mà cả đối với người khác cũng không nhẫn được. Đó cũng chính là tự hại mình, hại người. Nếu bản thân mình nhẫn được thì không tự so đo, nhẫn được với người thì không so đo với người. Bạn không cần phải bận tâm đến những lời hung dữ của người khác, cũng không cần bận tâm đến việc nếu tha thứ cho đối phương, không so tính hành động của họ thì mình sẽ chịu cảnh thiệt thòi như thế nào. Vì nhân quả vô cùng mầu nhiệm, những kẻ thích làm khác người, nói năng hùng hồn, tuy nhất thời đắc thế nhưng không giữ được lâu. Người nhất thời đắc chí, thế lực lớn mạnh thì không chắc hẳn sẽ thành công. Cho nên, đối với những nghịch cảnh mà mình gặp phải, phải nên nhẫn nại. Đối với những kẻ hành xử vô lý thì mình phải nên tha thứ. Có được như vậy thì
cuộc sống của bạn sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhẫn nhục là trong lòng không còn có kẻ thù. Sau đây là những lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc của con người có thể rất lớn, nhưng ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ vì ta biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Có một cuộc sống hạnh phúc là mơ ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc định nghĩa như thế nào là hạnh phúc lại nằm ở mỗi cá nhân. Có người cho rằng thế này là hạnh phúc, nhưng cũng có người nghĩ rằng phải thế kia. Tất thảy đều nằm trong tâm thức của mỗi người. Đức Phật dạy rằng, hạnh phúc là một trong 7 yếu tố của sự giác ngộ. Khi Đức Phật giải thích về hạnh phúc, thể chất và cảm xúc có mối tương quan hoặc dính mắc vào một đối tượng. Thí dụ, cảm giác tai nghe được tạo ra khi một tri giác về tai đến kết nối với cảm xúc về đối tượng âm thanh. Tương tự như thế, hạnh phúc thông thường là một cảm giác có được từ một đối tượng. Thí dụ, về sự kết quả của hạnh phúc như nhận một giải thưởng hoặc đi một đôi giày đẹp mới. Vấn đề ở chỗ, hạnh phúc thông thường thì chưa bao giờ được kéo dài. Bởi vì đối tượng của hạnh phúc không thể tồn tại. Kết quả của một hạnh phúc sớm theo sau là một nỗi buồn và đôi giày phải cởi ra. Điều đáng buồn hầu hết chúng ta đi vào cuộc sống để tìm kiếm những thứ làm chúng ta hạnh phúc. Song, hạnh phúc mà chúng ta cho là mỹ mãn chưa bao giờ vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Hạnh phúc là một yếu tố giác ngộ không phụ thuộc vào các đối tượng. Song, là một trạng thái tu tập của tâm thông qua việc rèn luyện về tinh thần. Bởi vì nó không phụ thuộc vào đối tượng nhất thời. Nó cũng không đến và không đi. Một người tu tập về hạnh phúc vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng của những cảm xúc tạm thời về hạnh phúc và sự buồn bã, nhưng lại thấu hiểu được bản chất vô thường và không thật của chúng. Anh hoặc chị không thể nắm giữ mãi những thứ mình muốn và tránh xa những điều mình không muốn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thầy đi khắp thế giới để truyền dạy và viết hơn 100 cuốn sách về Phật giáo. Cả cuộc đời mình, thầy dồn tâm huyết vào Phật giáo với mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Bàn về hạnh phúc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng hạnh phúc của con người có thể rất lớn, nhưng ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ vì ta biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Những con vật không nghĩ về cái chết, nó không có những câu hỏi siêu hình như mình từ đâu sinh ra, từ đâu tới đây, tại sao mình chỉ dừng lại ở chừng 100 năm rồi cuối cùng lại tan thành tro bụi, tại sao mình trở thành có, và từ có mình lại trở thành không. Muốn được sống sót, con người phải tìm ra đường hướng để trị cái bệnh ưu tư lo sợ này, do đó mới sinh ra tôn giáo. Con người nghĩ rằng thế giới này do một đấng tạo hóa dựng ra. Đấng tạo hóa luôn luôn có đó, không sinh cũng không diệt. Đấng tạo hóa tạo dựng ra con người và thế giới, và khi chết mình được trở về ngồi dưới chân Thượng Đế. Lúc ấy linh hồn mình trở thành bất diệt. Đó là phương thuốc an thần con người đặt ra để trị chứng bệnh ưu tư của mình. Phương thuốc này là tôn giáo. Thiền sư cho rằng hạnh phúc là những điều bình dị ở trong ta, quanh ta. Nếu ta gạt mọi sân si, mọi bon chen ra thì sẽ thấy hạnh phúc. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn vất vả và những âu lo của họ, và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn. Vậy thanh tịnh tâm hồn là gì?
Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm, cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng, thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chúng ta trải nghiệm qua những giây phút này, chẳng hạn như khi chúng ta đang chăm chú vào một vài công việc hấp dẫn hay hoạt động mà chúng ta yêu thích, như là khi chúng ta xem một tập phim hay một chương trình TV hấp dẫn, hoặc khi chúng ta ở bên cạnh một người mà chúng ta yêu thích, hay khi đọc một quyển sách, hay hoặc khi nằm phơi mình trên cát trắng dọc bờ biển. Khi bạn đi du lịch, bạn có trải qua một số trạng thái tinh thần lắng dịu không? Vào lúc này, tâm hồn của bạn trở nên yên tĩnh hơn vì bạn ít suy nghĩ và lo lắng hơn. Thậm chí khi bạn ngủ say, bạn không ý thức được những suy nghĩ của mình. Bạn đang ở trong tình trạng an bình của nội tâm. Những việc như trên và những hoạt động tương tự như vậy cũng có thể giúp cho tâm của bạn vượt thoát những suy nghĩ và lo lắng. Và điều đó mang lại một vài giây phút ngắn ngủi cho sự an tịnh tâm hồn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đem lại sự an lạc nội tâm nhiều hơn trong đời sống hàng ngày của bạn? Và quan trọng hơn nữa là làm thế nào để kinh nghiệm được điều đó mỗi khi bạn gặp khó khăn? Bạn cũng có thể đặt câu hỏi là liệu mình có thể làm cho nó trở thành một thói quen và luôn luôn tận hưởng nó ở bất cứ trường hợp nào. Trước tiên, bạn cần phải học cách để có được nhiều giây phút an lạc trong nội tâm và trong đời sống hàng ngày. Sau đó bạn mới có thể nhận diện được những giây phút này mỗi khi gặp khó khăn rắc rối. Đây là lúc cần thiết nhất cho sự vắng lặng và thanh bình của nội tâm. Bạn có thể chuyển hóa trạng thái an lạc trong nội tâm thành một thói quen tự nhiên. Nhưng để làm được điều này, cần phải có một sự huấn luyện đặc biệt bằng các bài tập về sự chú tâm như là thiền định và các phương pháp khác. Sau đây là một vài kỹ thuật đơn giản có thể giúp bạn. Giảm lượng thời gian mà bạn đọc các tin tức trên báo chí và xem tin tức trên TV. Tránh xa những cuộc nói chuyện có tính tiêu cực và những người yếu thế chán đời. Đừng nên giữ sự thù hận. Học cách để bỏ qua và tha thứ. Nuôi dưỡng sự thù hận và bất bình sẽ hại cho chính bản thân bạn và gây nên sự mất ngủ. Không nên ghen tị với người khác. Ghen tị nghĩa là bạn hạ thấp lòng tự trọng và tự nhận mình thấp kém hơn mọi người. Điều này một lần nữa gây nên sự thiếu vắng an lạc trong nội tâm. Chấp nhận những cái gì mà chúng ta không thể thay đổi được. Điều này giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, năng lượng và những lo âu phiền muộn. Mỗi ngày, chúng ta phải đối diện với biết bao những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống mà những điều này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Chúng ta phải học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Học cách để có thêm kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng với mọi người và mọi tình huống. Đừng tham lam ôm đồm mọi thứ quá mức. Nên tập xả ly cả về tình cảm và tâm thần. Cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người với một ít xả ly và một ít hệ lụy. Xả ly không phải là dửng dưng thiếu quan tâm và lạnh nhạt, mà nó là một khả năng để tư duy và phán xét một cách công bằng và logic. Đừng nên lo lắng nếu bạn gặp thất bại và tiếp tục thất bại trong việc thể hiện sự xả ly. Cứ cố gắng thực tập nó. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và chôn vùi chính mình trong đó. Thực tập một vài cách để tập trung. Điều này sẽ giúp bạn tống khứ những ý nghĩ không vui và những lo lắng. Những thứ này đã cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn bạn. Học cách
để thiền tập. Thậm chí vài phút trong một ngày cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Cuối cùng, sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài. Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh chúng ta nữa. Tất cả đều vô thường. Sống ngày nào, vui ngày nấy, đó là giải thoát. Thứ nhất, thời gian là vô thường. Tháng ngày hối hả, đời người thì ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu đời thì mới. Quá một ngày vui một ngày, sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày, mất một ngày, vui một ngày, lãi một ngày. Thứ hai là hạnh phúc là vô thường. Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng của mình. Thứ ba là tiền là vô thường. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải là không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo. Nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân. Khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp thì rộng lòng mở hậu bao. Đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó, khó lắm. Thứ tư, đời sống là vô thường. Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú lên. Người già phải thay đổi quan niệm cũ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm cho con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao. Đó mới chính là ý nghĩa sống của tuổi già. Thứ năm, thế gian là vô thường. Tiền bạc của con, tài sản có thể bị mất vì các nguyên nhân. Thứ nhất là thiên tai, thứ hai là hỏa hoạn, thứ ba là pháp lệnh của vua hay chính quyền tịch thu quốc hữu hóa, thứ tư là trộm cướp và thứ năm là con cái. Địa vị là tạm thời, dễ dàng là quá khứ, sức khỏe là của mình. Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm, cha mẹ buồn lo. Cha mẹ ốm, con dòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái, còn cha mẹ tiêu tiền của con thì chẳng dễ gì. Nhà cha mẹ là nhà của con, nhà con không phải là nhà của cha mẹ. Khác nhau là như thế. Người hiểu đời, có việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Khi ốm đau trông cậy ai? Trông cậy vào con ư? Nếu đau ốm dai dẳng thì chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu. Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi đâu. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy. Cái được người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Chân lý của đạo, thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Biết đủ thì lúc nào cũng vui. Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui cho mình. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện,
lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ khi nghĩ ra ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao. Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái. Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, nên dành cho mình, quan tâm đến bản thân, sống thế nào cho vui thì sống. Việc nào muốn làm thì cứ làm, ai nói sao mặc kệ. Vì mình đâu có phải sống vì ý thích hay là không thích của người khác, cho nên phải sống thật với mình. Sống ở trên đời không thể nào dạng sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình. Ở đời nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực thế nào cũng xong. Tuổi già, tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già mà tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe người già. Sống phải năng hoạt động, nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được, quá nhàn rỗi thì sẽ buồn tẻ, quá ồn ào thì sẽ khó chịu. Cho nên mọi thứ nên vừa phải. Người ngu gây bệnh đó là hút thuốc, say rượu, tham lam ăn uống. Người dốt chờ bệnh đó là khi ốm đau mới đi khám chữa bệnh. Người khôn phòng bệnh tức là chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới đi khám chữa bệnh. Tất cả đều là muộn màng. Phẩm chất cuộc sống của người già cao hay thấp chính yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi. Dùng tư duy hướng lợi để tổ chức cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương vị. Còn tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống quan ngại và tâm lý bi quan. Sống như vậy sẽ chống già chống chết. Chơi là một trong những nhu cầu căn bản của tuổi già. Hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất. Trong khi chơi, hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng. Thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp đỡ người, có lòng khoan dung. Người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. Có người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tay bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình. Đó là cuộc sống lành mạnh. Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già. Tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị hơn, nhiều màu sắc hơn. Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn, bạn chọn cách sống như thế nào. Tại sao khi về già người ta hay hoài niệm, hay nhớ chuyện xa xưa? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp. Vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời. Và đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa. Người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những mơ ước từ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng
và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu như bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó đi. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được. Quả trái đắng ngắt. Quả trái mà ngắt dội không bao giờ ngon ngọt. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cố sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm. Và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn trĩnh. Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì trong chông gai có hoa hồng. Có những điều chúng ta không thể ép buộc, ta buộc phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng, đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay là ai khác, thì ta sai ngay ở chỗ đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là từ góc nhìn sai kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình, lựa chọn theo cảm giác riêng của mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mỗi một mình hiểu mà thôi. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn với nhan đề Thay đổi cách nhìn, đời mình sẽ khác. Thưa các bạn, cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người, tùy thuộc vào tâm trạng cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn, để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn, thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó bạn chưa thể thấy được. Nhà Phật có câu: trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tấm mình sáng soi. Hay trong lời giảng của Thiên Chúa đã có nói: thiên đàng ở trong ngực, nhưng địa ngục ở trong tâm. Trong cuộc sống không có chân sự thực nào hiển hiện, chỉ có cách nhìn. Mọi điều ta nghe, ta thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải sự thật. Nữ văn hào người Mỹ Harper Lee trong tác phẩm làm nên tên tuổi của mình Giết con chim nhại đã từng viết rằng: con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi sự việc từ góc nhìn của người đó. Thực vậy, người thầy tốt nhất là trải nghiệm chứ không phải là góc nhìn méo mó của ai đó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dự liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc phải xảy ra theo ý muốn của mình. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh, một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Có như vậy, bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống này.
trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác, rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại, mọi khó khăn. Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vàng để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn. Chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân. Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ. Thế giới luôn vận động và không ngừng phát triển. Cơ hội thành công luôn dành cho những ai biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên. Thành công luôn đến với những ai biết nắm bắt thời cơ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ, khác biệt để nhận xét một sự việc. Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu. Và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua. Có bao giờ bạn suy nghĩ về những việc mà mình từng quyết định và cảm thấy hối hận về chúng hay chưa? Tôi thì đã có nhiều lần suy nghĩ về điều đó. Cảm giác mang đến chẳng thoải mái một chút xíu nào, có phải không? Mọi chuyện trong cuộc sống ta chẳng thể nào đoán trước được. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ nếu khi ấy ta nhìn sự việc xảy ra với một góc nhìn khác đi, thì giờ này đây có lẽ ta đã nhận được một điều gì đó khác bây giờ chưa? Những buổi chiều tà, tăng tầm, những con phố dài với dòng người hối hả và tấp nập, đã bao lần bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Mỗi một đời người, ai cũng phải ít nhất trải qua những thăng trầm, những phiền muộn, lo toan. Nhưng cuộc sống thì bao giờ êm đềm, đứng yên bên cạnh một khoảnh khắc hoài mãi. Nó cứ theo chiều kim đồng hồ quay đi, rồi trôi qua một cách ào ạt mà chẳng bao giờ nhìn thấy lại được nữa. Giây phút của ngày hôm qua, rồi chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi chẳng được gì ngoài việc bị cuốn vào dòng nước lũ cứ chạy xiết đó. Cảm xúc của con người như những cơn gió lạ, lúc êm đềm, lúc dồn dập rối rít. Nó như tương ứng với những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong con người của bạn, lúc lên, lúc xuống và những rối ren trong cuộc sống mà bạn gặp phải. Người ta thường nói rằng khi bạn buồn, cảm xúc sẽ tăng lên. Điều đó là một điều tự nhiên và chìm vào lối mòn vô thức. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn ở một khía cạnh nào đó. Bạn cần biết mình cần phải làm gì để tiết chế bản thân với những lối suy nghĩ lệch lạc trước khi mọi việc diễn ra. Bởi sự thiếu bình tĩnh của bạn để không hối hận trước những điều mình đã làm có thể gây tổn thương cho chính bạn và cho người khác nữa. Khi bắt gặp một sự việc xảy ra trong cuộc sống, bạn nên có cách nhìn nhận đúng đắn về một vấn đề. Cách nhìn của bạn hôm nay sẽ là kết quả mà bạn sẽ nhận vào mai sau. Một là cuộc sống sẽ nở hoa, còn không thì cuộc đời bế tắc. Nhưng mà bạn ơi, trong chúng ta ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi và rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy, mỗi ngày sống là mỗi ngày hết sức ý nghĩa, cho ta cơ hội để khám phá vô vàn những bí ẩn kỳ diệu và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống bao la. Đừng để bản thân rơi trúng vào một số người đã tự trói buộc mình trong quá nhiều giới hạn, những khuôn khổ vô lý, để rồi không cho phép bản thân mình vượt qua khỏi cái khuôn hạn hẹp sẵn có, để rồi cuộc sống của họ và của chúng ta ngày càng trở nên nhàm chán, tù túng, bế tắc và mất đi niềm vui rất nhiều.
tôi có sưu tầm được một câu chuyện có nội dung nói về giá trị cốt lõi của một vấn đề mà bạn sẽ nhận được nếu bạn có một cái nhìn thoải mái, không toan tính, không ghen tị. Đôi lúc giá trị đích thực nằm ngay trước mắt chúng ta. Thay vì cảm nhận nó, chúng ta lại bỏ nó qua một bên và để nó chìm vào quên lãng. Câu chuyện là có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe thấy vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc thì bằng sứ, cái thì bằng nhựa, chiếc thì bằng thủy tinh, chiếc bằng pha lê. Có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mọi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói rằng, nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải là chiếc tách. Nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Thế thì đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi nhé. Quả thực như vậy, cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi vì chúng ta cứ mãi tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Và qua câu chuyện trên, ta thấy được những giá trị cốt lõi được rút ra. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mập mờ, loa toan, muộn phiền xung quanh cái bẫy xã hội đầy rẫy những ganh đua và sự tiến thủ mà quên mất đi ở phía đằng ấy vẫn có một khoảng trời rộng nơi chúng ta có thể thưởng thức hương vị của cuộc sống tuyệt vời. Dù tình huống có đang tồi tệ tới mức nào, thì bạn cũng phải cân nhắc đến những khía cạnh tích cực của nó. Bạn cảm thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn làm được vậy một cách thường xuyên, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thay vì nói, tôi không thể, thì hãy nghĩ rằng mình có thể, dù rằng đôi khi bạn không đạt được điều bạn muốn. Nhưng bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn có thể có ích hơn là những thứ bạn đang mong chờ, vì nó gắn bó với bạn suốt đời. Còn những thứ kia, tuy rằng nó tồn tại đó, nhưng sự tồn tại không được mãi mãi. Mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Không nên lo lắng vì những điều mà chúng ta không thể thay đổi, vì cuộc sống lúc nào cũng không công bằng. Nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian vào việc lo lắng vô nghĩa đó, thì bản thân chỉ càng thêm thất vọng hơn mà thôi. Thay vì vậy, hãy cứ hành động, và nếu thế giới không thay đổi, thì bản thân bạn sẽ thay đổi tốt hơn, có được không? Những gì bạn từng biết chỉ bó hẹp ở miền đất nơi bạn sinh sống, trong những tình huống và những hoàn cảnh mà chỉ có mình bạn trải qua ở phạm vi rất hẹp của những kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn. Vì vậy, để có thể nghĩ thoáng hơn, bạn phải mở rộng chiều kích suy nghĩ của mình ra không gian khác. Khi bạn nghe những thông tin, một câu chuyện hay về một con người nào đó mà mình chưa từng biết đến bao giờ, thì trước hết hãy đón nhận chứ đừng phê phán.
bạn không thể lấy những hiểu biết và trải nghiệm hết sức nhỏ bé và ít ỏi của mình ra để làm chuẩn đối chiếu và đánh giá về một điều khác lạ, mới mẻ hoàn toàn với bản thân. Hầu như mỗi người trong chúng ta chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống này. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc với những rào cản và nghịch lý vô bổ không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát, dù con đường đó đầy rẫy những chông gai, những trắc trở. Hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta ở phía trước. Khi đối mặt với một sự việc, cách nhìn nhận của bạn rất quan trọng. Một cách nhìn mới mẻ sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới để bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn hơn. Còn bây giờ hãy cùng tưởng tượng ra một bức hình. Người đàn ông trong bức hình đang cố gắng cứu cô gái bằng cách nắm lấy tay của vợ mình đang sắp rơi xuống hố. Ở phía trên mỏm đá, người đàn ông đó không hề biết rằng bên dưới ở hốc đá, ngay phía trước mặt vợ mình, có một con rắn đang chực chờ chuẩn bị tấn công cô gái. Còn người phụ nữ từ bên dưới rướn mắt nhìn lên lại chẳng hề hay rằng có một tảng đá to đang đè lên thắt lưng và toàn bộ thân dưới của người chồng. Người đàn ông thì nghĩ mình đau đớn quá, mình đang cố níu giữ cô gái bằng mọi sức lực có thể. Nhưng tại sao cô ấy không thể cố gắng để trèo lên? Cô vợ đang đối mặt với con rắn trong hốc đá trước mặt, trong khi vẫn cố giới lấy tay người chồng, nhưng không dám gây ra những hành vi bất thường nào tỏ ra nguy hiểm cho con rắn. Vì như vậy, con rắn sẽ tấn công mình hoặc chồng mình. Thì cô gái đó lại đang nghĩ rằng mình sắp rơi rồi và không thể nào trèo lên được, vì con rắn sẽ tấn công một trong hai hoặc cả hai đứa. Sao anh ấy không thể cố gắng thêm một chút nữa để kéo mình lên? Qua đó, ta thấy được rằng chúng ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những áp lực và nỗi đau của đối phương, và họ cũng có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được những gì mà bản thân ta phải chịu đựng. Ta có thể thấy họ luôn cười, họ có thể thấy ta luôn thoải mái, nhưng có thật sự đằng sau nụ cười kia là hạnh phúc, đằng sau sự thoải mái kia là một điều gì đó dễ chịu? Chỉ là họ đang giúp hoặc đang cố giúp cho cuộc đời của mình và của mọi người bớt đi một phần lo lắng, một chút mỏi mệt thôi. Hay là có câu chuyện về hai người tù nhìn ra cuộc sống bên ngoài qua những chấn sông. Một người nhìn thấy bùn lầy nhơ nhớp, còn một người thì trông thấy bầu trời sao tuyệt đẹp. Cuộc sống là thế. Dù là trong tình yêu, trong công việc hay trong gia đình, hoặc là các mối quan hệ xã hội bạn bè, chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn, nghĩ khác đi, lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm sâu sắc hơn, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều lần. Bởi không ai có thể thấy chính mình như người khác nhìn mình. Không bức ảnh hay hình ảnh phản chiếu nào cho ta góc nhìn về bản thân như người khác nhìn vào ta. Người ta đã nghiệm được rằng trên bục nhân chứng không bao giờ có hai người nhìn một vụ tai nạn giống hệt như nhau. Chúng ta nhìn qua những đôi mắt khác nhau và từ những góc nhìn khác nhau. Nếu chúng ta có thể thấy thế giới như cách những người khác đang thấy, ta có thể tiến gần đến sự thấu hiểu tại sao họ lại làm điều họ đã làm và tại sao họ lại nói điều họ đã nói. Không phải các sự kiện khiến cho ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Có thể bạn không để ý những thay đổi nhỏ nhất về cách nhìn, có thể biến đổi cả một cuộc đời. Điều chỉnh thái độ dù chỉ một chút thôi cũng có thể thay đổi cả thế giới của bạn. Chúng tôi xin được kể tiếp một vài câu chuyện sau đây, và bạn hãy thử tự mình ngẫm xem ý nghĩa của những câu chuyện này có điểm chung gì nhé. Câu chuyện thứ nhất. Có một thiền sư hỏi đệ tử:
Người cảm thấy một thỏi vàng tốt hơn hay là một đống bùn nhỏ tốt hơn? Đệ tử trả lời: Dạ thưa thầy, đương nhiên là thỏi vàng tốt hơn rồi ạ. Thiền sư cười và nói: Nếu như ngươi là một hạt giống thì sao? Thật thú vị, trên đời này không có thứ quý giá nhất. Nó chỉ thực sự quý khi đặt vào một ngữ cảnh cụ thể. Nếu như là trong khu rừng, thì chai nước và ổ bánh mì quan trọng hơn là vàng hay kim cương. Câu chuyện thứ hai, thiền sư hỏi: Theo con thì trên thế gian này, điều gì là trân quý nhất? Đệ tử trả lời: Dạ thưa sư phụ, đó chính là thứ đã mất đi và điều chưa đạt được ạ. Thiền sư im lặng nhìn xa xăm về ánh hoàng hôn. Sau nhiều năm thì người đệ tử đó đã trải qua rất nhiều biến đổi tang thương. Sao rồi học trò của ta? Ngươi có biết điều gì là trân quý nhất trên thế gian này chưa? Dạ thưa sư phụ, trên thế gian không có gì trân quý hơn là thứ mình đang có, thời gian mình đang sở hữu và hạnh phúc ở hiện tại ạ. Thật kỳ lạ, người ta hay tiếc nuối những gì đã qua và mơ mộng những thứ chưa đạt được, nhưng không biết rằng những thứ quan trọng nhất ở ngay bên cạnh ở hiện tại này. Câu chuyện thứ ba, có một chàng thanh niên trẻ tuổi hỏi vị thiền sư: Thưa ngài, có người nói tôi là thiên tài, nhưng cũng có người lại mắng tôi là đồ đại ngốc. Vậy theo thiền sư tôi là người thế nào? Thiền sư hỏi lại người thanh niên: Vậy ngươi đối đãi như thế nào với chính bản thân mình? Người thanh niên nghe xong câu hỏi cảm thấy mờ mịt. Thí dụ, một ký gạo, nếu ở trong con mắt người đầu bếp, nó sẽ là mấy bát cơm. Nếu ở trong con mắt của người thợ làm bánh, thì nó sẽ là mấy chiếc bánh nướng. Trong con mắt của người nấu rượu, thì nó lại là rượu, nhưng gạo vẫn chính là gạo đấy thôi. Cũng giống như vậy, ngươi vẫn là ngươi. Có được bao nhiêu tiền đồ là do ngươi tự đối đãi với bản thân mình như thế nào. Đúng vậy, bố mẹ ta không sinh ta ra để trở thành thiên tài hay đại ngốc. Chính chúng ta mới là người quyết định hãy chọn con đường đúng cho riêng mình. Câu chuyện thứ tư, có một thanh niên hỏi một vị thiền sư: Dạ thưa thiền sư, làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác? Vị thiền sư vui vẻ trả lời: Có bốn loại cảnh giới ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó. Đầu tiên là phải coi mình là người khác, đây là vô ngã. Thứ hai là phải coi người khác là chính mình, đây là từ bi. Thứ ba là phải coi người khác là bản thân họ, đây là trí tuệ. Cuối cùng là phải coi mình là chính mình, đây là tự tại. Phải hiểu rõ những lời dạy này, thì con sẽ biết mình cần phải làm gì để luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác. Câu chuyện thứ năm, có một vị thiền sư nọ có một đệ tử rất hay phàn nàn. Một hôm, vị thiền sư đem một thìa muối đổ vào trong một cốc nước và bảo đệ tử này uống. Trời ơi, mặn đến phát khổ như vậy, sao con uống được thầy? Vị thiền sư không nói, lại đem thìa muối đổ xuống một hồ nước và bảo đệ tử của mình uống. Đệ tử sau khi uống một ngụm liền nói: Dạ thưa thầy, nước vẫn ngọt ạ. Vị thiền sư bấy giờ mới nói: Những thống khổ trong cuộc đời giống như muối, độ mặn, độ nhạt của nó là do vật chứa đựng nó mà ra. Con nguyện là một cốc nước hay muốn là một hồ nước đây? Vị đệ tử hiểu ra và từ đó giảm bớt tính phàn nàn đi rất nhiều, luôn mở rộng lòng và đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Câu chuyện thứ sáu, có một người bố không tìm thấy chiếc đồng hồ của mình, vô cùng tức giận, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Đợi đến khi bố đi ra ngoài, người con trai lặng lẽ vào trong phòng, chỉ một lát là tìm thấy đồng hồ.
Bố hỏi, sao con lại tìm thấy? Con trai trả lời, con ngồi im lặng lắng nghe, chỉ một lúc sau là nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Chúng ta càng vội vã tìm kiếm thì càng không tìm được thứ chúng ta cần. Chỉ cần bình tĩnh lại là có thể nghe được tiếng nói từ nội tâm của mình rồi. Câu chuyện thứ 7. Có hai con hổ, một con bị nhốt trong lồng, một con ở ngoài hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh sống của mình không tốt. Cả hai đều ngưỡng mộ đối phương. Chúng quyết định hoán đổi thân phận. Lúc đầu thì vô cùng vui vẻ, nhưng ít lâu sau cả hai con đều chết. Một con chết vì đói, một con chết vì buồn phiền. Đôi khi con người thường nhắm mắt làm ngơ với hạnh phúc đang có của mình, luôn nhìn vào hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì bạn đang có chính là thứ mà nhiều người khác đang ngưỡng mộ. Câu chuyện thứ 8. Trong một đám tiến sĩ, có người nêu câu hỏi, một giọt nước rơi tự do từ một nơi rất cao xuống, khi rơi vào người thì người có bị thương không? Đám đông liền xôn xao, mọi người liền đưa ra các loại công thức, các loại giả định, các loại tính toán, lực cản trở, trọng lực, gia tốc. Họ thảo luận mất gần một tiếng đồng hồ. Sau đó có một người vô tình đi nhầm vào đám đông, lặng lẽ hỏi, bộ các người chưa từng tắm mưa hay sao? Con người thường bị kìm hãm bởi những tư duy thông thường mà lại quên mất rằng đơn giản nhất chính là đi đường thẳng. Câu chuyện thứ 9. Có một ông cụ nói với con trai của mình, nắm chặt bàn tay con vào, nói cho ta biết con có cảm giác gì. Đứa con nắm chặt bàn tay, có chút mệt mỏi. Thử dùng thêm chút sức lực xem sao. Dạ, càng mệt hơn, có chút khó chịu và tiếng nghẹt thở. Vậy con buông tay ra. Đứa con thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Khi con cảm thấy mệt, con càng nắm chặt thì càng mệt. Buông tay ra có thể nhẹ gánh đi nhiều phải không? Ôi, đạo lý đơn giản biết bao. Rõ ràng buông bỏ mới thoải mái đúng không? Và sau đây là câu chuyện thứ 10. Một người đàn ông đi mua xe cần 20 triệu, nhưng anh ta chỉ mang theo 19 triệu 999 ngàn đồng tiền mặt, thiếu mất 10 ngàn đồng. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy trước cửa có một người ăn mày, liền đi qua nói với người ăn mày, cầu xin anh cho tôi 10 ngàn đồng đi, tôi muốn mua xe. Người ăn mày nghe xong hào phóng rút ra 20 ngàn đưa cho người đàn ông nọ và nói, giúp tôi mua một chiếc. Giống như bạn đã hoàn thành 9 phần nhiệm vụ, vậy thì bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công. Ngược lại, nếu như bạn không làm gì cả, thì ngay cả thần tiên cũng chắc chắn không cứu được bạn đâu. Câu chuyện thứ 11. Sư phụ hỏi, nếu con muốn đun sôi nồi nước, giữa chừng thấy không đủ củi thì con phải làm thế nào? Có một đệ tử nói, phải mau chóng đi tìm. Đệ tử khác thì nói, phải đi mượn. Có đệ tử nói, phải đi mua. Sư phụ nói, vậy tại sao không đổ bớt nước trong nồi đi? Thấy chưa? Thế sự không thể lúc nào cũng thuận lợi như ý. Có đi thì mới có lại và thay đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ và quan điểm một chút mới mẻ hơn. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy có nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống này. Câu chuyện thứ 12. Đứa con không đồng ý làm bài tập mà người bố giao cho. Vậy nên, người bố liền nhanh trí nói với con trai, bố làm bài tập, con kiểm tra xem thế nào. Đứa con trai vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, cẩn thận kiểm tra bài tập của bố. Ngoài ra còn liệt kê các công thức giải thích cho người bố. Nhưng có một điều mà người con không hiểu là tại sao toàn bộ bài tập bố đều làm sai. Rõ ràng là khi chúng ta khéo léo thay đổi vai trò, thay đổi trách nhiệm, thay đổi góc nhìn, lùi lại một bước, đôi khi cũng là một cách để tiến lên,
để giải quyết công việc mà phải không? Câu chuyện thứ 13. Nước hoa của các công ty bách hóa, 95% đều là nước, chỉ có 5% là khác biệt. Đó chính là bí kíp mỗi công ty. Con người cũng như vậy, 95% cơ bản là giống nhau. Sự khác biệt chỉ ngắn gọn trong 5% mang tính then chốt, bao gồm trình độ nổi bật, sự vui vẻ, nỗi đau khổ và dục vọng của mỗi người. Hương liệu phải mất 5-10 năm tinh chế mới pha vào nước hoa. Con người cũng như vậy, phải trải qua thời gian tôi luyện trưởng thành mới có được hương vị độc nhất vô nhị của riêng mình. Câu chuyện thứ 14. Có một ông lão đến chợ mua rau, chọn 3 quả cà chua đặt lên bàn cân. Chủ cửa hàng cân xong bèn nói: 1,5 cân giá 3.7 đồng. Ông lão nấu canh cũng không cần nhiều đến vậy, liền bỏ quả cà chua lớn nhất ra. Chủ cửa hàng nói: 1,2 lạng giá 3 đồng. Khi người bên cạnh đang muốn nhắc nhở ông lão để ý đến cái cân, thì ông lão liền thông dong rút ra 7 hào, cầm lấy quả cà chua to nhất, bỏ vào giỏ và ung dung rời đi. Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc lâm vào tình cảnh tư duy bế tắc, lập tức có thể thoát ra được. Chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, xem xét vấn đề từ một góc độ khác, có lẽ kết quả sự việc sẽ khác hẳn đi. Đời người có 10 việc thì 8-9 việc bất như ý. Trong cuộc sống, nếu biết cách vận dụng lối tư duy ngược, nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác thì bạn sẽ thấy rằng mất mát đôi khi cũng là một loại sở hữu. Thất bại hay giận đen đôi lúc cũng trở nên thi vị.